chuyển bao nhiêu thì bệnh nhân lại vô bấy nhiêu. Cho nên nằm ở ngày 8 tháng 9 năm 2021, tiến sĩ bác sĩ Võ Thành Toàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết, đơn vị vừa đưa vào vận hành khoa hồi sức và phục hồi chức năng sau COVID-19. Đây là đơn vị điều trị hậu COVID-19 đầu tiên được hình thành tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, nhiều người xuất viện sau khi khỏi COVID-19 có nhu cầu tiếp tục điều trị bệnh lý nền hoặc phục hồi các vấn đề về thể chất, tinh thần do COVID-19 để lại. Các tài liệu y văn từ những quốc gia từng trải qua khủng hoảng về COVID-19 cũng cho thấy có từ 20-30% bệnh nhân phải nhập viện vì suy kiệt, bệnh nền như tiểu đường, cao huyết áp, suy thận, bệnh mạch vành tiếp tục diễn tiến nặng trong và sau khi điều trị COVID-19. Do đó, khoa hồi sức và phục hồi chức năng do bệnh viện sau điều trị COVID-19 được phân luồng riêng như một vùng đệm tách biệt với các khoa khác trong bệnh viện. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm PCR định kỳ. Nếu âm tính sẽ được chuyển lên các chuyên khoa điều trị thông thường, người tái nhiễm sẽ được chuyển đến cơ sở điều trị COVID-19. Nếu chúng ta không quan tâm đến cái số lượng bệnh nhân này, thì sẽ có một số lượng rất lớn bệnh nhân. Mà các bạn biết là bây giờ người ta đánh giá là người ta đang rất là quan tâm giai đoạn hậu COVID. Từ cái tình trạng tim mạch sau COVID như thế nào, bệnh lý phổi như thế nào, rồi trên người COPD qua cái đợt COVID này họ sẽ như thế nào. Và đặc biệt là có rất nhiều di chứng mà các y văn người ta đang đưa ra. Ví dụ về vấn đề tâm lý, rồi thần kinh, tâm thần, rồi suy nhược, stress, vân vân, rất là nhiều cái chuyện mà bệnh nhân sau COVID cần phải sự giúp đỡ của ngành y tế. Khoa hồi sức và phục hồi chức năng sau COVID-19 có quy mô 40 giường, trong đó 20 giường hồi sức, dự kiến có thể mở rộng quy mô đến 100 giường. Trong thời gian đầu hoạt động, khoa sẽ có 7 bác sĩ, 18 điều dưỡng và lực lượng tình nguyện viên đảm trách công việc chăm sóc bệnh nhân sau khi điều trị COVID-19. Đồng thời, đội ngũ điều trị từ nhiều chuyên khoa sẽ kết hợp các phương pháp hiện đại lẫn y học cổ truyền, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, nâng cao dinh dưỡng, hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân. Người bệnh sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế tương tự bệnh nhân thông thường khác.